Hi, xin chào mọi người, mình là Hai Tay Gaming đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và trước khi vào video này, nhớ cho mình một like, share, đăng ký kênh. Nếu tốt hơn nữa, hãy ấn vào cái chuông phía bên dưới để ủng hộ mình và nhận được những thông báo mới nhất nhé. Và hôm nay mọi người cũng đã biết mình đang quay cái gì á. Mấy người bay bay là mọi người hiểu rồi. Mình sẽ quay lại với tựa game Roblox The Dragon Ball Ray nha mọi người. Game này mới update, có thêm con boss nữa. Boss Goku. Và mình nghe nói boss Goku rất là mạnh. Và trong Goku, trong bảy viên ngọc rồng thì Goku cũng cực kỳ mạnh. Mà thật ra game này mình cũng đã chơi lâu rồi, mà chẳng qua là không có gì chơi. Với lại mình đã Zenkai boss 2 lần. Đó, Goku đó mọi người. Và cấp độ hiện tại là mình đang là Super Saiyan Blue Kaioken 20. Đó, ngọn lửa rất là đẹp luôn nha mọi người. Game giờ update lại rất là đẹp. Nào. Hey, sư phụ à. Sư phụ có nhớ con không? Con thích sư phụ lắm. Sư phụ solo con sư phụ. Biết đánh Goku sẽ được nhận phần quà gì? Mình đã cũng đã chọn ra 3 chiêu thức đánh thường mạnh nhất rồi. Rồi, vô. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở trong trò game này mình cũng đã có một vài game pass, đó chính là game pass nhân 2 XP kinh nghiệm với lại hai trạng thái mới. Là hai trạng thái có 102 đó mọi người. Rồi. Sư phụ xem sư phụ dạy ta cái gì. Chiêu thứ ba, Bone Crush. Ủa là cái gì? Thôi. God. Ủa sao không đánh? Đánh không? Ồ. Thiệt không trời. Goku mà yếu vậy hả? Đừng đùa với nhau như vậy chứ. Tán cho một cái là còn xíu máu. Rồi sư phụ làm gì? Để con giúp sư phụ đánh con cho đỡ nhục nha sư phụ. Không chết được luôn. Rồi. Mình không biết đánh được Goku sẽ được cái gì. Hả? À, khi bạn giết được Goku các bạn sẽ được cộng 100k điểm vào cái bảng stat mình. Tất cả các điểm luôn nha mọi người. Ủa kỳ à, có lộn không? Sao Goku yếu xìu vậy? Mình sẽ đánh thêm con nữa. Thật là lầy rồi. Mình cũng sẽ cho mọi người mấy cái game pass mình đã có. Ở đâu ấy nhỉ? Bút hả? Tốt nhất là mọi người không nên mua cái này đâu mọi người, hãy đánh Goku là nhanh nhất đó mọi người. Kỳ. Đấy, và mọi người có thể giúp mình cái này thôi mọi người. Mọi người giúp mình hướng dẫn mình làm sao để chuyển cái kỳ màu. Chưa hiểu lắm. Mình chỉnh hoài mình vẫn select không được. Biết là do mình làm không được hay là select hả? Được. Mình sẽ đánh tiếp Goku thêm vài lần nữa. Đỡ phải đi luyện cũng mệt lắm. Đánh luôn cho lẹ. Ở đâu nhỉ? Vậy là game này không cần sell nữa nha mọi người. Nó bỏ cái sell rồi. Mỗi khi quay về chúng ta sẽ phải ngồi chỉnh lại. Và mình sẽ vô cái shop. Không phải cái shop này. À, mình biết rồi. Để mình. Hình như nó không đánh được mình đúng không ta? Mọi người ở đây nè, order. Mình có Omega Saiyan. Đây mình thì biến hình nhưng mà nó khá là yếu nha. Nó chỉ có vậy thôi. Máu ít lắm. Mình được cái là màu khá là đẹp. Hay mình sẽ bay tới đây để mình thể hiện cho mọi người xem. Đó, đẹp trai chứ bộ. Thấy không, cơ bắp cuồn cuộn. Goku làm gì có. Không biết có Super Saiyan 5 không. Có luôn nha mọi người. Chỉ có mình có thôi.
Rồi, biến hình. Đó, đẹp không? Quá là đẹp. Tóc trắng. Mình không có con này đâu. Mình không có cái này. Mình có hai cái đầu tiên thôi. Mình rất là thích cái màu xanh này, cái màu trắng trắng này. Hey man, đấu lần nữa hey man. Sư phụ nhục nhã mặt căng à? Của cư mặt căng lắm nha mọi người. Mặt thắc mắc. Tại sao nó lại mạnh hơn mình nhỉ? Mà mọi người cũng ai cũng biết cái tính của mình rồi, là một người không bao giờ nói nhiều. À thôi bỏ đi. Nói nữa là có anh em ngủ ở chọi đá đó. Chết ạ. Chúng ta sẽ chọn mình sẽ chơi những tuyệt kỹ mạnh nhất. Final Kamehameha, Super Kamehameha, Big Bang Thắt, Trip Bomb, Omega Butter. Cái này thì Goku nào chịu cho nổi. Roser Kamehameha lại ạ nha. Thử nha. Roser Kamehameha. Wow. Ủa, cái này gọi là Kameha đó hả? Cái này mạnh lắm nha mọi người, chọi một cái là có ngày đi luôn đó. Níu. Níu luôn. Gì kỳ vậy, chơi vậy ai chơi? Cái chiêu này thôi bỏ đi. Tha cho đó. Super Kamehameha knock out. Ồ, còn sống luôn nha. Gì ghê vậy? Mình phải nhay nhay nó xem nó đánh chết được mình không. Trời ơi, dăm ba cái thằng này hả? Nó bắn cái đó nó mới thốn thôi chứ cái này nó không có thốn. Thì mình sẽ dùng Fire lại. Chạy en. Spore 110. Bắn Goku. Đùng. Rồi thôi. Không nhay nữa. Chiu. Knock out. Sao dễ thế nhỉ? Hồi. Chơi vậy thì có tác dụng gì nữa? Mình cũng cạn lời luôn. Tại sao cho Goku máu thấp như vậy? Chưởng một cái thôi là knock out rồi. Cạn lời rồi. Nếu mọi người thích mình làm cái tựa game này nữa thì nhớ bình luận phía bên dưới, mình sẽ cố gắng change form thật nhiều luôn. Là mình sẽ biến hình cho mọi người xem. Mốt. Hả? Mình qua được Goku, mình chưa lên được cái fusion này. Ủa được luôn rồi nè mọi người. Nà ní. Ghê à. Ủa không được God. Fusion với vậy thì mình sẽ fusion với Gohan. À Goku chứ. Ê, yo. Wow. Là mình thích Goku lắm, Goku mạnh lắm. Ý đẹp trai quá ta. Không fusion được nữa hả? Mình sẽ dùng Kaioken này. Wow. À fusion giúp chúng ta nâng máu lên đó mọi người. Ở thì là mất tiêu luôn rồi đó hả? Cơ bắp cuồn cuộn tôi à, mất tiêu luôn. Mình đấm bằng này cái nhẹ thử đi. Cho đấm cái đi. Mạnh vậy à. Để mình sẽ fusion. Mình hốt Goku xem tốc độ mình có nhanh hơn nữa không. Dùng chính Goku để hại Goku. Goku tuổi tôm. Cái con dummy này. Mình sẽ xài Final Kamehameha. Biết bằng attack. Mình rất là thích mấy cái chiêu trong này nha, đẹp lắm à. Supernova hả? Mình sẽ test cho thử con này, dummy này. Thấy không xi nhê à.
Mày đừng nói không mất máu với tao. À, không mất máu rồi, thôi bỏ đi. Bỏ đi. Máu mình còn trâu hơn nãy nữa. Rồi Goku tuổi rồi. Mình chỉ cần lên được cái Fusion này là mình thấy mình bá mình đó. Ok, vô solo nè. Cái gì kia mọi người? Con đường màu tím hả? Boss Azena. Ước gì update thêm là Vegeta Gohan N. Để mình fusion với con nào đó. Mình sẽ fusion với mình thích là mình thích Goku à. Nhưng mà mình sẽ để mình N chứ được không? Thế mình fusion. Fusion khác Potara nha mọi người. Potara mạnh hơn. Mình sẽ chọn với Vegeta đi. Anh Vegeta đẹp trai đâu. Vô anh, vô vô vô. Ủa, không vô hả? Không fusion được à? Ôi lỗi luôn rồi mọi người ơi. Họ mém nữa mình hy sinh. À vậy là máu thấp hơn nha mọi người. Mà mình nghĩ chắc đam to hơn. Nãy mọi người cũng thấy là mình fusion với Goku thì nó rất là nhiều máu. Nhưng mà con này chắc chắc con này là sức mạnh hơn thôi. Ấy chà. Mình sẽ tiêu diệt Goku bằng chính cái chiêu Final Kamehameha. Chà. Nà ní Omega. Nhiêu đây là quá đủ rồi. Trời ơi, lăn đùng ra luôn. Trời ơi, một đòn. Rồi, Goku tuổi rồi. Đúng là mình bá đạo quá rồi. À, và video mình chỉ đến đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu thích mình thì nhớ cho mình một like, share đăng ký kênh. Nếu tốt hơn nữa hãy chia sẻ tới bạn bè và ấn vào cái chuông bên dưới để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Mình chỉ biết nói thế thôi. Hai bạn đẹp trai. Cho đấm cái thử đi. Ơi, bạn này trâu lắm. Bye bye mọi người nha mọi người.